Rồi mình chào tất cả anh em và các bạn thì trở lại với cái tiếp tục mình di chuyển sang một cái miếng lúa cấy nữa của mình. Thì các bạn cũng thấy là những cái vấn đề mà mình chú trọng cái vi khuẩn ở trên lúa OM18 thì nó cũng sẽ có một cái sự ưu điểm nổi trội đặc biệt, chứ không phải đơn giản là nó không có sự nổi trội nha các bạn. Nói về cái bộ lá nha các bạn, thì cái bộ lá nó có chín thì nó cũng có khô chớp, giật chớp, vàng chớp, thì nó tùy theo nó nằm ở vị trí nào các bạn. Còn các bạn thấy thì trong ruộng của mình thì đối với cái bộ lá của em 18 thì đẹp nha các bạn, khá đẹp cho dù lúa đã chín nha các bạn. Và đối với cái vi khuẩn ở trên cái OM18 thì chúng ta biết nó là nó xuất hiện từ nhỏ, và khi hồi nhỏ thì nó có khả năng ra lá mới thì chúng ta không có để ý các bạn. Chúng ta không có để ý thì chúng ta không có phát hiện được cái vấn đề là nó cháy bị lá vi khuẩn ở trên OM18 nó như thế nào. Rồi khi mà lớn lên thì trong giai đoạn tự động tới chỗ thì nó đã hết khả năng mà giai đoạn tự động tới chỗ các bạn, thì cái OM18 nó đã hết khả năng cho cái lá mới, thì chúng ta lúc đấy thì chúng ta mới phát hiện rằng là cái vi khuẩn cháy bề lá Santomonas nó gây hại và tấn công như thế nào. Thì đặc biệt là các bạn thấy lá chân nó sẽ hư hết những lá chân, và một số chân ruộng mà chúng ta lơi là vi khuẩn thì nó sẽ bị rất nặng các bạn, bị nặng mà thậm chí là tới cái ngày chúng ta thu hoạch là chỉ còn cái bông thôi thì lá nó sẽ cháy rụi hết. Thì đó là một trong những cái điều mà nó rất là dễ gãy đến dẫn đến cái vấn đề là ngã lúa nha các bạn. Thì đó là một trong những cái mà mình luôn ưu tiên hàng đầu, và mình luôn nhắc nhở anh em để anh em có một cái kế hoạch để cho anh em mà có thể là phòng trừ cho nó thích hợp đối với cái chân ruộng và chân lúa của anh em. Thì mình cũng chia sẻ sơ như vậy. Rồi thôi, chúc anh em có một cái cách quản lý vi khuẩn trên OM18 phù hợp trên từng chân ruộng của mình. Rồi, chào anh em và chúc anh em thật nhiều sức khỏe.